cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu vậy mà. Tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc sau một ai thương anh lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến đây đến khi đây. Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, làm sao nên không biết là anh sẽ biết đến đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao giờ em nhớ nhớ về anh những ngày xưa? Có bao giờ em nghĩ nghĩ về anh bây giờ? Có bao giờ em thấy thật tiếc cho tình yêu của mình? Và khi em gặp ngày mới chắc gì đã hơn anh. Có bao giờ em nghĩ không ai yêu em bằng anh? Lúc em cần đúng níu trên đôi vai anh này, lúc em cần nơi đó bên cạnh lắng từ đằng sau lưng anh này. Chỉ cần một người yêu, chỉ cần một lần
dấu vết đã nhận rời từng như giấc mơ mà ngờ đâu đã rất xa. Anh nhận ra, I love you, I love you so. Anh khóc cho
Cảm xúc trong anh đầy